Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, theo chỉ đạo của CLMV Nguyễn Xuân Phúc thì đã cho ông Nguyễn Đức Trung tạm nghỉ công tác trong thời gian 90 ngày và ai sẽ thay thế ông Nguyễn Đức Trung chỉ đạo phòng chống đại dịch virus Vũ Hán tại thủ đô Hà Nội. Ông Ngô Văn Quý, Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch virus Vũ Hán của Hà Nội sẽ phụ trách công tác phòng chống đại dịch Hà Nội sau khi ông Nguyễn Đức Trung bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 90 ngày. Sáng ngày 12 tháng 8 liên quan đến việc Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung, trưởng ban chỉ đạo phòng chống đại dịch virus Vũ Hán của Hà Nội vừa bị đình chỉ công tác, dư luận đang quan tâm ai là người sẽ phụ trách của công việc của ông Nguyễn Đức Trung. Trả lời câu hỏi này, một lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết là có một trưởng ban và ba phó trưởng ban, trong đó có ông Nguyễn Đức Trung là trưởng ban điều hành và ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội là phó trưởng ban thường trực. Hai phó trưởng ban còn lại là ông Nguyễn Doãn Toản, chủ tịch Ủy ban dân thành phố và ông Nguyễn Khắc Hiền phó giám đốc Sở Y tế. Theo vị này, hiện ông Ngô Văn Quý Phó trưởng Ban Thường Trực sẽ phụ trách chính trong giai đoạn này và ông Quý sẽ chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống đại dịch virus Vũ Hán của Hà Nội trong thời gian tới. Cũng theo vị này thì liên quan đến công tác nhân sự của Ủy ban dân thành phố Hà Nội sau khi Thủ tướng quyết định tạm đình chỉ chức vụ của Nguyễn Đức Trung, Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ có phân công cụ thể thực hiện chưa có thông tin gì. Và trước đó thì như báo người lao động đã đưa tin thì ngày 11 tháng 8 bộ chính trị đã quyết định đình chỉ những sinh hoạt của ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ thành ủy thành phố Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy thành phố Hà Nội đối với Nguyễn Đức Trung, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội để xác minh điều tra, điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan của ông Nguyễn Đức Trung trong ba đại án theo quy định của pháp luật. Và cùng ngày 11 tháng 8, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung và thời hạn tạm đình chỉ là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an chiều ngày 11 tháng 8 cho biết là ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến 3 vụ đại án gồm có Thứ nhất là vụ buôn ạ à, vụ án buôn lậu vi phạm gây vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra công ty trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường công ty Nhật Cường sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội và một số đơn vị có liên quan Vụ án thứ hai đó là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Và vụ án thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với ba bị can gồm có Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1983 và Phạm Quang Dũng sinh năm 1983. Những người này đều là những người thân cận đối với Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Còn riêng với Phạm Quang Dũng sinh năm 1983 trú, tại Tân Triều huyện Thành Trì Hà Nội uh, Người này là công an nguyên là công an của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an Thưa quý vị các bạn Củi thì càng ngày càng tươi cái gì đến thì sẽ phải đến và truy tố bắt lái xe thư ký của ông Trung là dân đã đoán ra cái kết của kẻ cầm đầu và nếu không bố bảo họ dám ăn cắp tài liệu mật. Nhìn lại Nguyễn Đức Trung chỉ đạo chống dịch đợt hai cũng đã biết có ngày mát trời ông Trung vô lo, Bơ phờ mệt mỏi nhớn nhác, thần sắc tối tăm, hồn hển Hồn bay phách lạc và ông này thì bị đình chỉ công tác vì liên quan đến 3 vụ đại án lớn ở Hà Nội chả còn biết tin ai nữa. Chùm công an, anh hùng lực lượng vũ trang mà tham nhũng tiêu cực, chống lưng tiếp tay thì không còn gì để nói. Vậy mà họ định tặng ông này huân chương lao động hạng nhất đấy. Đúng là một lũ nịnh thối. Khi ông Nguyễn Đức Trung đang là giám đốc công an thành phố Hà Nội được bổ nhiệm chức chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội, người dân thủ đô đều hân hoan tin tưởng bởi đóng góp của ông Trung trong việc triệt phá một số vụ án bởi những phát ngôn mạnh mẽ và kiên quyết xử lý tử hình kẻ tham dũng như tội buôn ma túy. Như nhưng đúng như lời của cụ tổng nói thì trên cương vị mới cương vị người đứng đầu thủ đô chúng con đã chuyển hóa và diễn biến ngày càng xuống dốc và bị kẻ khác điều hành vì đồng tiền tội rửa tiền buôn lậu tiết lộ bí mật cùng với cái chết của cụ lê đình kình và nhiều sai sót trong chỉ đạo điều hành thủ đô đã đưa chúng con vào gần cái lò lửa của ông Nguyễn Phú Trọng hơn. Củi thì càng ngày càng tươi và càng to hơn ngày xưa. Quan chức cấp cao ngày càng xa đọa và tội lỗi xuống cấp về đạo đức nhân cách. Chúng con là lời cảnh báo đành thép cho đảng và chính phủ về sự xa ngã của cán bộ cấp cao là không phải là chuyện cá biệt là không đơn thương độc mã và đang rất phổ biến ở đất nước quằn quại đau thương hình chữ S mang tên Việt Nam này. Xã tắc không thể có một ngày không vua. Ai sẽ là người tử tế để làm thay việc của chúng con giữa lúc đại dịch bủa vây Hà Nội, giữa lúc kinh tế suy thoái. Bao người lao đào đang mất việc, không có thu nhập, giữa lúc lòng dân thì mất niềm tin khủng khiếp vào bộ máy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam từ Trung ương xuống đến địa phương. Hà Nội thì mưa gió cũng giống như đêm rông bão sấm sét lúc 30 Tết Ôi buồn thương cho Hà Nội ngàn năm văn hiến Thành phố hòa bình Buồn thương cho Hà Nội không còn đồng tâm nữa Thủ đô không còn Nguyễn Đức Trung Và cũng không còn là của Trung Thưa quý vị và các bạn Khi nói đến tham nhũng Người ta thường nghĩ ngay đến việc quan chức dùng quyền lực Để vơ vét vật chất Thế thì câu hỏi đặt ra là Cũng là vơ vét Nhưng người ta không vơ vét vật chất Nhưng vơ vét quyền lực thì đó gọi là có phải là tham nhũng hay không? có người ta gọi đó là tham nhũng quyền lực và tuy trong pháp luật không có tội danh cho tham nhũng quyền lực nhưng thực chất thì thứ tham nhũng này còn nguy hiểm hơn tham nhũng vật chất rất nhiều tham nhũng quyền lực nó sẽ biến tham nhũng vật chất trở nên quy mô hơn trở nên có hệ thống và có tổ chức chặt chẽ hơn như ta đã biết là tham dũng quyền lực là hiện tượng vơ vét quyền lực về cho bản thân và cho gia đình và những người thân hữu của mình. Khi vơ vét quyền lực và ban phát cho những người trong dòng họ thì nó hình thành kiểu gia đình trị ở địa phương. Khi vơ vét quyền lực về ban phát cho những người cùng phe cánh mà không cùng dòng họ thì họ hình thành nên nhóm lợi ích hay còn gọi là lợi ích nhóm và dù cho là đó là gia đình trị hay lợi ích nhóm thì nó cũng có thể trở thành một hệ thống tham nhũng kép và khép kín từ quy mô có tổ chức và có chiến lược đối phó mà trong hệ thống chống tham nhũng khép kín thì bao giờ kẻ tham nhũng cũng tham nhũng rất đậm vì sao vì đã có tầng lớp tầng tầng lớp lớp đồng đội sẵn sàng bao che cho nhau tới cùng nên dại gì mà không ăn đậm có thể nói việc chống tham nhũng cá nhân thì dễ nhưng chống tham nhũng trong nhóm lợi ích thì cực kỳ là khó khó một cách vô cùng vì đơn giản bẻ từng chiếc đũa thì bao giờ cũng dễ nhưng bẻ cả một bó đũa thì cũng cực kỳ là khó lẽ ra muốn chống tham nhũng thì trước hết người ta phải chống được tham nhũng quyền lực trước nhưng kẻ chống tham nhũng thì hiện tại tham quyền cố vị thì làm sao có thể chống được tham nhũng quyền lực Thế nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, chúng ta thấy rất rõ ràng là tệ tham gia tệ nạn gia đình trị ở địa phương và hiện tượng lợi ích nhóm xuất hiện này một cách một nhiều đến nỗi báo chí nhà nước không còn ngần ngại nhắc đến từ lợi ích nhóm hay từ gia đình trị nữa. Như vậy qua đây chúng ta mới có thể thấy được tình trạng tham nhũng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vậy thì chống tham nhũng kiểu gì? Việc để cho lợi ích nhóm và nạn gia đình trị xuất hiện ngày một phổ biến thì việc chống tham nhũng bao giờ cũng chỉ là việc của dã tràng xe cát Biển Đông mà thôi. Hiện nay chính người hồ hào chống tham nhũng mạnh nhất cũng là kẻ tham nhũng quyền lực bạo nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Với một mình ngồi hai chiếc ghế quyền lực nhất vẫn chưa thỏa lòng, ông ta còn thuốc luôn cả đồng chí, chiếm luôn ghế chủ tịch nước và hiện tại thì ông cũng nắm rất nhiều những cái ghế cũng rất cao ở trong bộ chính trị ví dụ như ở bên công an và quân đội và khi kẻ nào đó dám ném bạc tỷ qua cửa sổ nhưng mồm thì hô hào là tiết kiệm một vài đồng bạc lẻ thì bạn nghĩ sao về lời hô hào tiết kiệm đó rõ ràng là câu hô hào đó chỉ là chiêu bài hắn ta không thực lòng tiết kiệm tương tự thì ông trọng mồm thì cứ hô hào chống tham nhũng ông nhưng ông ta lại là tấm gương lớn về tham nhũng quyền lực cho nhóm lợi ích nói theo thì việc hô hào chống tham nhũng kia chắc chắn chỉ là chiều bài ẩn chứa trong chiều bài đó là thủ đoạn thanh trừng để vơ vét quyền lực về tay về phe nhóm của mình và tất nhiên những kẻ bị tố tham nhũng là mang tội thật vì đã là quan chức cộng sản thì ai mà không tham nhũng từ một thằng trưởng thôn lên đến tổng bí thư của một nước tất cả đều tham nhũng nếu như quý vị và các bạn có một ai đó chỉ ra được một ai đó một người nào đó từ một trưởng thôn lên đến tổng bí thư không tham nhũng thưa quý vị và các bạn tham nhũng quyền lực bằng thủ đoạn trong bóng tối như thuốc chết đồng chí thì bao giờ cũng làm người ta dễ dàng nhận ra đó là tham nhũng quyền lực. Thế nhưng, nếu thủ đoạn được luật hóa thì không dễ dàng gì người ta nhận ra được thủ đoạn thâm sâu của kẻ đứng đầu đảng. Tuy rằng, nó đang ngoài ánh sáng, nghe tưởng chừng như phi lý, nhưng đó là sự thật. Luân chuyển cán bộ là một cách mà chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã luật hóa hẳn hoi. Bề ngoài thì nó mang mát, rất kêu, họ nói đó là phương pháp bồi dưỡng đào tạo và thử thách những cán bộ được cơ cấu thế nhưng đằng sau nó không phải vậy đằng sau nó là công cụ để cho các nhóm lợi ích mạnh triệt hạ những nhóm lợi ích yếu để thâu tóm quyền lực khi nhìn thấy những chiếc ghế ngon thì nhóm mạnh sẽ luân chuyển đối thủ đi nơi khác và luân chuyển người của mình vào ngồi trên chiếc ghế béo bở hái ra bạc khạc ra tiền đó và thế là tóm gọn quyền lực vào phe nhóm của mình Tất Thành Cang bị phế chuất đó là đòn tham nhũng quyền lực của kẻ trên cao chứ không phải là chống tham nhũng. Bởi đơn giản, người ta chỉ cần ghế phó bí thư thành ủy của Cang chứ không thực lòng chống tham nhũng và không muốn đẩy ông Cang vào lo. Vì nếu thực lòng chống tham nhũng thì Cộng sản đã truy tố Tất Thành Cang từ năm ngoái chứ không phải là kéo dài đến năm nay để hết thời hạn xử lý kỷ luật đảng, tạo đường thoát cho Tất Thành Cang. Khi Tất Thành Cang rời ghế người ta luân chuyển Trần Hữu Quang về chiếm giữ ghế của Can thì lúc đó cuộc chơi xem như hạ màn. Cũng tương tự như vậy thì trường hợp của Hoàng Trung Hải, người ta muốn cái ghế của Hải chứ không thực tâm chống tham nhũng. Vì nếu chống tham nhũng thật sự thì Hải hoàn toàn đủ dấu hiệu để bị khởi tố và bị tống vào lò của Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay báo chí đồng loạt đưa tin chính quyền Cộng sản đã đình chỉ công tác đối với Nguyễn Đức Trung Gần đến đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ghế của Nguyễn Đức Trung là bước đệm tốt nhất để vài tháng nữa nhảy vọt vào bộ chính trị. Và bên trên đã kéo Trung Con ra khỏi ghế cho bằng được và để giao cho kẻ khác. Thực tế thì kéo Trung Con ra khỏi cái ghế thì cuộc chơi sẽ hạ man. Nhưng để mà truy tố Trung Con thì không phải là mục đích chính. Việc truy tố Trung Hà khả năng rất thấp. Thưa quý vị và các bạn. Có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ công tác là do dấu dấu hiệu đấu đá trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 11 tháng 8 năm 2020 đã quyết định đình chỉ sinh hoạt ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ thành ủy và chỉ đình chỉ và đình chỉ chức vụ phó bí thư đối với ông Nguyễn Đức Trung. Ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy Hà Nội cũng trong ngày 11 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội và thời hạn tạm đình chỉ công tác là 3 tháng. Lý do được nêu rõ trong quyết định là để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan với ông Nguyễn Đức Trung trong một số vụ đại án theo quy định của pháp luật. Như chúng tôi đã nêu ở những bài trước thì Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời báo chí trong nước rằng Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung liên quan đến 3 vụ án đều là những vụ án lớn và tỷ lệ vào lò của ông ta thì rất là cao và cái điều quan trọng nhất là ông Nguyễn Phú Trọng có muốn đưa chúng con vào lò hay không mà thôi. Thứ nhất là vụ buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường. Vụ án thứ hai là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Và vụ án thứ ba đó là chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội. Nhà quan sát chính trị nhà báo Quang Hữu Minh nhận định về vấn đề ông Nguyễn Đức Trung không đủ chiều sâu chính trị cần thiết để ngồi cái ghế chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Ông Minh giải thích thêm. Thật ra thì Trung con là người lính chiến, thành ra những vị trí mà cần tính chiến đấu sông sáo thì Nguyễn Đức Trung là hợp lý và ảnh hưởng cũng chỉ nên làm ở vị trí đó thôi. Còn khi Nguyễn Đức Trung về làm công tác quản lý ở một thủ đô như Hà Nội thì ảnh hưởng không làm cho đảng yên tâm và cán bộ cấp dưới thì nhiều người họ phản ứng cái cách mà trung con để cho vợ làm siêu thị Minh Hoa để cho con trai làm trực tiếp vụ mua bán hóa chất xử lý nước hồ tây đó là những cái mà ở tầm chủ tịch thủ đô thì không nên làm và điều đó sẽ làm mất lòng cấp dưới còn cấp trên thì từ lâu đã có tin đồn ảnh hưởng cho Nhật Cường quản lý dữ liệu dân cư Hà Nội nhiều người cho rằng Nhật Cường lại có vốn Trung Quốc. Nếu dữ liệu dân cư của Hà Nội một bí mật quốc gia mà có vốn của Trung Quốc thì đó là một điều bất ổn. Hôm 22 tháng 7 năm 2020, Công quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt giam đối với những người về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước theo Điều 337 Tổ luật Tố tụng hình sự 2015 liên quan đến công ty Nhật Cường những người này đều là những tay chân đắc lực của Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Với quyết định mới nhất của ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đối với Nguyễn Đức Trung hôm 11 tháng 8, Trung tá của đội Đinh Đức Long cho rằng phía cơ quan điều tra chắc chắn phải có bằng chứng đủ mạnh về những sai phạm của Trung con. Theo quy trình thì sẽ đình chỉ công tác để xác minh trong vòng 3 tháng. Dù muốn dù không thì theo thông lệ của Việt Nam nhiều khả năng là ông Trung có chuyện rồi. Ông nói tiếp. Ngày xưa khi bắt Đinh La Thăng thì cũng bắt thư ký của tránh văn phòng của ông rồi đều là đệ tử Đinh đều là đệ tử ruột của Đinh La Thăng. Biết rất nhiều chuyện. Người như ông Trung thừa hiểu rằng khi mà đã bị bị bắt thư ký và lái xe riêng của mình là sẽ bắt đến mình và chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ông Trung có bằng đại học cảnh sát, tiến sĩ luật, đứng đầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, từng là một viên tướng công an, giám đốc công an Hà Nội. Chính ông chắc đã ký lệnh bắt không ít người. Hơn ai hết, ông Trung hiểu biết rằng mình làm đúng hay làm sai và có phạm pháp hay không. Nếu có thì ông thừa biết mình sẽ xóa dấu vết như thế nào. Cái điều quan trọng là ông đã xóa được đến đâu. Và một điều quan trọng nữa là khi đệ tử sân sau của ông là giám đốc của công ty Nhật Cường bị bắt thì mọi chuyện sẽ đầu vào đó. Vụ án Nhật Cường được khởi tố giữa năm 2019 và Bùi Quang Huy được giám đốc là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn của Nhật Cường và bị cáo buộc cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn với giá trị hàng nghìn tỷ Việt Nam Đông. Ông Huy bị khởi tố về các tội buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ hôm 31 tháng 5 năm 2019, Trung tướng Lương Tam Quang, Tránh văn phòng Bộ Công an cho biết là sau khi xác định công ty Nhật Cường có dấu hiệu hoạt động buôn lậu, ngày 9 tháng 5 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khám xét khẩn cấp đồng loạt 9 địa điểm có liên quan hoạt động của công ty trong quá trình khám xét Tổng giám đốc Bùi Quang Huy đã không có mặt tại nơi cư trú và ngày 14 tháng 5 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy. Ngay sau khi thư ký và lái xe của Nguyễn Đức Trung bị bắt thì dư luận cho rằng trước sau gì cũng đến lượt của ông Trung. Theo nhà báo Ngô Nhật Đăng thì hai người có liên quan đến Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội bị bắt với cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước thì ông Trung cũng không thoát, ông nhận định. Chúng ta đều thấy chắc sắp tới kịch bản sẽ không mấy gì tốt đẹp cho Nguyễn Đức Trung. Ta thấy họ xử, chỉ xử lý trong nội bộ tất cả những chuyện khi động chạm đến sự đoàn kết của đảng. Một khi được công bố ta công luận như báo chí đã đăng thì coi như số mệnh số mạng số phận và số mạng chính trị của Nguyễn Đức Trung coi như đã bị chấm dứt. Nguyễn Đức Trung được bầu làm chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 vào cuối năm 2015 và tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016 thì ông Nguyễn Đức Trung được tái cử chức chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu rất cao. Trong quá trình công tác của Trung thì gắn liền với ngành công an, ông từng là trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, phó giám đốc công an thành phố Hà Nội kiêm trưởng phòng cảnh sát hình sự, bí thư đảng ủy giám đốc công an thành phố Hà Nội. Ông Trung được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm thiếu tướng vào tháng 7 năm 2013. Trung tá quân đội Đinh Đức Long nhận định là khả năng Trung con sẽ bị bắt trước thềm đại hội 13. Ông phân tích, tại sao họ bắt trong lúc này? Lúc này đại hội đảng đến cấp thành phố rồi và ông Trung là ủy viên trung ương đảng, chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội, phó bí thư thành ủy Hà Nội, nghĩa là trong ban thường vụ đình chỉ sinh hoạt đảng nghĩa là gần như chắc chắn ông bị loại khỏi thành ủy thành phố Hà Nội. Quy trình của họ là phải làm như thế và nhiều khả năng thì trung con sẽ bị bắt. Trời cao thì có trời cao hơn. Họ làm thế thì tôi nghĩ họ có bằng chứng rồi chứ không đơn giản đâu. Nhà báo Minh Hữu Quang cho rằng chuyện của ông Trung chết chỉ là vấn đề thời gian. Đa số thì các quan chức đều có sân sau là doanh nghiệp nhưng họ không làm trực tiếp như ông Trung và khi ăn thì cũng chừa phần cho người khác. Trung còn thì quá tham, ăn quá nhiều, quá dày và quá đậm. Cho nên chết cũng đáng. Nhiều người nói rằng Trung con sẽ về ban nội chính nhưng theo tôi thì khả năng anh Trung con sẽ bị xử lý hình sự sẽ trải qua các bước tố tụng như khởi tố bị can và bắt tạm giam. Việc Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ chịu hình thức kỷ luật như thế nào là một nghi vấn đối với nhiều người quan tâm hiện nay. Mới đây, Tất Thành Cang, Ủy ban Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ bị khiển trách với lý do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng mặc dù những sai phạm của ông Cang tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm là quá rõ ràng, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 11 tháng 8 thì đã quyết định đã đình chỉ sinh hoạt đối với ông này. Nhưng lý do được nêu rõ trong quyết định là để xác minh điều cho cha làm rõ trách nhiệm của ông liên quan đến một số vụ án theo quy định của pháp luật. Những lý do được đưa ra là như vậy nhưng phần xử lý cuối cùng như thế nào thì lệ thuộc về quyền quyết định của tổng chủ nguyễn phú trọng ông nguyễn phú trọng có cho chìm xuồng hay không hoặc là nguyễn phú trọng sẽ bắt chúng con phải vào lo đó là quyền tối cao của nguyễn phú trọng và chúng ta hãy chờ thời gian xử lý của nguyễn phú trọng dành cho uh, nguyễn đức trung ra sao bởi vì cái cách mà Trung để cho vợ làm siêu thị minh hòa và để cho con trai làm trực tiếp vụ mua bán hóa chất xử lý hồ tây và những tầm ảnh hưởng của nguyễn đức trung liên quan tới những sự việc và nói thẳng một câu thì Trung con là một kẻ quá tham chết vì tham và sắp tới thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cái lò của ông trọng có đủ nóng hay là có cụ đủ quyết tâm để đốt nguyễn đức trung hay không mà thôi bởi vì thực ra những kẻ thì chống lưng cho nguyễn đức trung thì hiện tại cũng không còn quá nhiều cũng còn ít và cái thực sự ông nguyễn phú trọng có muốn đốt thanh củi nguyễn đức trung hay không mà thôi chúng ta hãy cùng thời gian cùng chờ đợi trong thời gian tiếp theo hay là sẽ theo chân của tất thành cang là hết thời gian cất châu hóa bùn và sau này thì sẽ cho vào diện là hết thời gian xử lý bên đảng và chỉ là phê bình khiển trách mà thôi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.